Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KTN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Corolla Atis, một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C mà trong video ngày hôm nay, những ngày cuối cùng của tháng 9 năm 2021 này, Top KTN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại, chương trình về quà tặng cũng như là mức giá lăn bánh mới nhất của Corolla Atis. Hiện tại thì trong cái phân khúc C này, khi mà chúng ta đang tìm hiểu về cái dòng xe sedan thì hoàn toàn các anh chị có thể quyền tìm hiểu, ví dụ như là Kia Cerato. Cerato thì sắp sửa chúng ta ra bản mẫu mới model năm 2022 rồi. Hoặc là chúng ta có thể quan tâm tới Mazda 3 cũng rất là nổi tiếng. Hoặc là bên phía Hyundai thì anh chị chúng ta có thể là quan tâm tới Hyundai Elantra. Vậy thì cái dòng xe Corolla Atis này trong cái dịp cuối tháng này sẽ có những cái chương trình khuyến mại và chương trình giảm giá thay đổi như thế nào, thì Top KTN sẽ cập nhật ngay và luôn để anh chị khách hàng chúng ta có thể là cân đối cái mức tài chính hoặc là cái số tiền anh chị đang định bỏ ra để làm sao mà có cái phương án lấy xe nó phù hợp nhất với quý anh chị các bạn. Với Atis thì hiện tại đang được phân phối với hai phiên bản, là phiên bản 1.8e với mức giá là 733 triệu đồng là mức giá niêm yết. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8g với mức giá niêm yết là 763 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. 733 là 1.8e, 763 là phiên bản 1.8g. Cả hai phiên bản này đều là số tự động quý anh chị các bạn nhé. Với Atis chúng ta sẽ không được phân phối với phiên bản số sàn. Những cái dòng xe ví dụ Kia Cerato này hay là Hyundai Elantra, dù là phân khúc sedan hạng C nhưng chúng ta vẫn có số sàn, nhưng mà Atis thì chúng ta sẽ không có số sàn để anh chị chúng ta có thể lựa chọn được. Ngày trước thì thực ra là có, nhưng mà là do là cái số lượng bán ra nó quá thấp cho một chiếc xe sedan trong cái tầm tiền của phân khúc hạng C này, rất ít người lựa chọn nên là đã lược bỏ đi phiên bản số sàn rồi quý anh chị các bạn ạ. Với Atis thì tại thời điểm mình cập nhật video này sẽ có những cái chương trình giảm giá khuyến mại như sau. Dịp cuối của tháng 9 năm 2021 này, trước khi chúng ta bước sang cái chương trình của cái quý cuối năm, bao giờ cũng là cái quý mà cái số lượng xe mình thấy là mua sẽ nhiều hơn các tháng còn lại trong năm, nên là cái thường thường cái thời điểm của tháng 9 này, tháng 8 này hoặc tháng 7 này, ba cái tháng đặc biệt này trong cái thời điểm dịch nữa, là những cái thời điểm chứng người mua như này thì thường cái chương trình đẩy giá tốt hơn. Đặc biệt này, vừa rồi chúng ta lại trải qua một cái vấn đề dịch cũng rất là căng thẳng, cho nên là giá lại càng giảm sâu quý anh chị các bạn ạ. Còn sắp tới thì theo mình nghĩ là nó sẽ tăng giá, hầu như tất cả các thương hiệu sẽ tăng thêm một chút quý anh chị các bạn ạ. Còn tăng nhiều hay tăng ít thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Mình sẽ cập nhật nhé. Đầu tiên là phiên bản 1.8e trước, với mức giá hiện tại đang là 733 triệu đồng. Thì tại thời điểm trong cái chương trình của tháng 9 này thì chúng ta nên được giảm, đó chính là 50 triệu đồng tiền mặt các bạn ạ. Đại lý bên phía Toyota giảm cho khách hàng là 50 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra anh chị chúng ta được tặng bao gồm chương trình về phụ kiện nhé, bao gồm là dàn kính cách nhiệt này, trải sàn da này, cam hành trình này và sơn phủ gầm các bạn ạ. Dán kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, sơn phủ gầm, và chúng ta được tặng thêm nữa đó là 2 năm bảo hiểm thân vỏ của bên Team V. Khi mà chúng ta lựa chọn về cái dòng xe Corolla Atis này, tổng chương trình khuyến mại lên tới 100 triệu đồng dành cho Atis trong cái chương trình từ cuối của tháng 8 đến cái thời điểm này. Nhưng mà về cơ bản thì sau đây thì mình sẽ cập nhật cái mức giá lăn bánh để chúng ta có thể thấy được sự khác biệt so với cái dịp đầu tháng. Với mức giá giảm như thế này thì sau khi áp dụng chương trình khuyến mại tăng thêm của đại lý, thì nếu mà lăn bánh ở tỉnh, các bạn sẽ có mức giá lăn bánh là 758 triệu đồng là lăn bánh ở tỉnh. Lăn bánh Hà Nội thì chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là 790 triệu đồng, và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có mức giá lăn bánh là 774 triệu đồng các bạn ạ, để lăn bánh được chiếc xe Corolla Atis phiên bản 1.8e này. Đó, các bạn có thể nhận thấy rằng cái mức chương trình khuyến mại thì tùy từng tỉnh, tùy từng phân vùng, nhưng mà về cơ bản nó đã tăng thêm so với cả cái dịp đầu tháng là từ 3 đến 5 triệu đồng về cái mức giá lăn bánh này. Em xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 758, Hà Nội là 790 và thành phố Hồ Chí Minh là 774 triệu đồng với cái dòng xe Corolla Atis phiên bản 1.8e này. Với phương án mà chúng ta muốn mua trả góp Atis thì như thế nào? Thì về cơ bản ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 214 triệu đồng. Ở Hà Nội thì chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 247 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị em chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 232 triệu đồng. Về khi mà mua trả góp về Atis ấy, thì chúng ta đương nhiên chúng ta không phải bỏ thêm về tiền bảo hiểm thân vỏ, vì bên phía đại lý đã tặng quý chị các bạn chúng ta lên tới 2 năm bảo hiểm rồi. Đó, hai chu kỳ liên tiếp khi mà chúng ta trả góp thì chúng ta sẽ không phải mất tiền về bảo hiểm thân vỏ. Và khi mà chúng ta làm về bảo hiểm thân vỏ của bên Team V thì chúng ta sẽ vào tất cả những đại lý chính hãng của bên Toyota để chúng ta có làm. Các bạn yên tâm rằng những cái bảo hiểm mà bên phía Toyota phát hành ra, khi mà chúng ta đi bảo hành có vấn đề về sửa chữa liên quan đến va chạm, xước sát thì thực sự là nó giải quyết rất là nhanh gọn cho các bạn, cho tại tất cả các đại lý chính hãng luôn các bạn nhé.
Mình xin nhắc lại, với phương án trả góp của phiên bản 1.8e thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 214 triệu. Ở Hà Nội thì anh chị em chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 247 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 232 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tiếp theo là em sang cái phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8G với cái dòng xe Curatis này với mức giá là 763 triệu đồng. Thì hiện tại thì chúng ta đang được giảm là 50 triệu đồng tiền mặt. Đó, 50 triệu đồng tiền mặt là theo giá công bố nhé, mức giảm theo giá công bố. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có những cái chương trình quà tặng, ví dụ như là tặng dán kính cách nhiệt này, tặng trải sàn da này, tặng cam hành trình này, tặng về sơn phủ gầm đấy, và 2 năm bảo hiểm thân vỏ nữa của bên Team V. Cũng tương tự như phiên bản 1.8e thì phiên bản 1.8G chúng ta vẫn giữ nguyên chương trình khuyến mại là đều là được giảm 50 triệu đồng tiền mặt. Đó. Ngoài ra thì tặng dán kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình, sơn phủ gầm. Nếu các bạn mà không muốn lấy về phụ kiện ấy thì tùy từng thời điểm đại lý có thể có những cái chính sách linh động có thể chuyển thành tiền mặt, và cái lượng tùy lượng mà phụ kiện có thể chuyển được hoặc là bảo hiểm thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái shortline ngay bên dưới góc trái màn hình này. Nếu anh chị mà chúng ta ở miền Bắc thì các bạn hãy liên hệ với ở miền Bắc, còn ở miền Nam thì anh chị cứ liên hệ với ở miền Nam. Đặc biệt là ở miền Nam thì mình cũng đã nói là trong thời điểm này giá sẽ linh động hơn nhá các bạn nhá. Những khách hàng ở miền Bắc chúng ta sẽ có mức giá linh động hơn đấy, ở miền Nam sẽ có mức giá linh động hơn so với cái mức giá mình công bố sau đây. Với mức giá như vậy thì sau khi áp dụng chương trình khuyến mại như vậy cộng thêm của đại lý nữa thì ở tỉnh các bạn sẽ có mức giá lăn bánh là 790 triệu đồng với phiên bản 1.8G, ở Hà Nội là 825 triệu và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đang có mức giá lăn bánh là 807 triệu đồng quý chị các bạn ạ, là đã lăn bánh được rồi. Mức giá lăn bánh này cũng đã giảm sâu so với cái dịp đầu tháng, chênh lên từ 3 đến 5 triệu đồng tùy từng vùng. Đó, đặc biệt những anh chị khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đã nhắc rồi là chương trình khuyến mại sẽ linh động được hơn so với cái mức giá mình công bố trên này. Bằng cách các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp số online nhé. Những khách hàng ở miền Nam các bạn ạ, ở tỉnh là 790, Hà Nội là 825 và thành phố Hồ Chí Minh là 807 các bạn nhé. Còn sang phương án trả góp, phương án bản 1.8G này, ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 223 triệu đồng, ở Hà Nội thì tối thiểu là 257 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu các bạn cần chuẩn bị là 241 triệu đồng để chúng ta có thể là xem về cái phương án trả góp. Đây là số tiền mình tính là tối thiểu là 20% giá trị xe, còn tùy khách hàng, ví dụ như có những người chúng ta chỉ cần vay đến 10%, 20%, 30% cũng không nhất thiết là phải 80%, đúng không ạ? Nó là tùy vào nhu cầu của khách hàng, nhưng mà đây mà mình đang tính số tiền tối thiểu mà chúng ta, nếu chúng ta có phương án lấy thì chúng ta cần phải chuẩn bị tối thiểu như vậy, còn số tiền vay bao nhiêu thì chúng ta sẽ đàm phán tại thời điểm mà quý bạn chúng ta có nhu cầu. Mình xin nhắc lại, với phương án trả góp ở tỉnh là 223, Hà Nội là 257 và thành phố Hồ Chí Minh là 241 quý chị các bạn nhé. Với cái dòng xe Curatis này thì hiện tại đại lý đang có xe giao sẵn được cho các bạn với những cái màu sắc, ví dụ màu trắng, màu đen. Đó đều là những cái màu rất là chủ đạo của cái dòng xe Curatis này. Và đặc biệt là chương trình khuyến mại của đại lý trong dịp cuối của tháng 9 này sẽ linh động cho cả hai phiên bản này. Và ngoài ra sẽ còn có những cái chương trình về quà tặng của đại lý nữa. Thì bằng cách quý chị các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này khi chúng ta đang có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng xe Atis này. Và các bạn hãy cuối cùng thì hãy nhớ đừng quên là hãy cứ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ TopKVN. Khi mà có bất cứ sự thay đổi nào, một chút điều chỉnh về giá thôi thì trên TopKVN cũng sẽ cập nhật ngay và luôn để anh chị chúng ta có thể nắm được làm sao mà cái thời điểm mà anh chị chúng ta lấy xe thì cái thời điểm đó là một thời điểm mà giá trị về cái mức giá ok và là khách hàng chúng ta hài lòng nhất quý chị các bạn nhé. Cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn, hãy nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào.